Sáng nay, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ 3, khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Tại chương trình, nhiều vấn đề nóng được cử tri và đại biểu đưa ra thảo luận sôi nổi. Trong đó, nổi cộm nhất là các vấn đề về thoát nước đô thị, tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Sau các trận mưa, thì khu vực Trần Chu Lê thường xuyên ngập úng. Nhân dân khu vực quanh đường Trần Chu Lê đề nghị lãnh đạo thành phố có biện pháp xử lý vấn đề trên giúp nhân dân ổn định lại cuộc sống. Thì về cái phương án thoát nước lâu dài cho khu vực này thì Ủy ban thành phố cũng đã chỉ đạo và giao cho cái ban quản lý cơ sở hạ tầng ưu tiên là cái đơn vị mà đang là chủ đầu tư một số cái dự án về xử lý thoát nước ở trên địa bàn quận là sẽ phối hợp đơn vị tư vấn để khảo sát đề xuất cái giải pháp cụ thể cái phương án để xử lý chỗ tại khu vực này và báo cáo Ủy ban thành phố cái phương án và trong cái quý tư 2022 này để có xây dựng một cái dự án để hoàn chỉnh để triển khai xử lý nhằm đảm bảo thoát nước căn cơ cho khu vực này. Về ùn tắc giao thông như là nút giao thông Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập, nút giao thông Tôn Đức Thắng, đường Âu Cơ, rồi cũng là nút giao thông đường Lê Thanh Nghị, cách mạng tháng 8 đường dẫn cửa Xuân thường xuyên giờ có điểm là ùn tắc. Ở đây là đề nghị các cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân và giải pháp căn cơ nào để khắc phục tốt nhất trong thời gian đến. Trong thời gian đến thì sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát xử lý các điểm tiềm ẩn ùn tắc giao thông hàng năm, phân luồng tổ chức giao thông, lắp đèn tín hiệu, cải tạo các nút giao thông, thu hẹp giải phân cách, sẽ tạo làn rẽ trái chống xung đột. Trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế chi tiết phương án đầu tư công trình cao tầng ở khu vực trung tâm thì thành phố cũng đã chỉ đạo xem xét rất là kỹ lưỡng và chỉ chấp thuận các dự án mà tập trung đông người như là chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại khi đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông và kết nối giao thông. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định những vấn đề cử tri quan tâm đã, đang và sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư để sớm khắc phục những bất cập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thông tin một số kết quả nổi bật của thành phố từ đầu năm đến nay, đồng thời kêu gọi người dân chung tay đóng góp xây dựng thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng thời gian đến. Cử tri và nhân dân thành phố, thứ nhất, tích cực tham gia và vận động người thân, nhất là các em học sinh tham gia tiêm vaccine. Thứ hai, kính mong bà con tiếp tục chung tay và có trách nhiệm cùng chính quyền xử lý những vấn đề ngay từ cơ sở, từ việc đơn giản nhất, ví dụ như việc tháo nắp ga trước nhà của mình khi trời mưa, tham gia về bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, phòng chống tội phạm tại khu dân cư và phòng chống thông tin xấu độc, v.v. Kết luận chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ 3, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri, cũng như tinh thần trách nhiệm nghiêm túc của các cấp các ngành trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh thời gian đến, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành cần tiếp tục tập trung xử lý, giải quyết đối với các vấn đề cử tri quan tâm ở các lĩnh vực thoát nước đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Các cái giải pháp liên quan đến ba vấn đề ngày hôm nay thì Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành thì có cái tập trung chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ hiệu quả, phân rõ trách nhiệm và ưu tiên bố trí nguồn lực. Đây là những vấn đề mà nó bức xúc, nó ảnh hưởng trực tiếp hàng ngày đến đời sống của người dân thì cũng cần ưu tiên bố trí nguồn lực trong cái trung hạn cùng tương đối khó khăn của mình để chúng ta tập trung vào những vấn đề như thế nào. Chúng tôi cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cái tổ chức chính trị xã hội tiếp tục giám sát cũng như là tuyên truyền vận động người dân để thực hiện cùng chung tay với thành phố để giải quyết những vấn đề mà rất là khó khăn và cũng rất là cần thiết này, tăng cường giám sát của cử tri và của Mặt trận Tổ quốc để mà triển khai thực hiện có hiệu quả cũng như là đề xuất nhân rộng những mô hình hay cách làm hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, công tác thoát nước đô thị và trong cái đảm bảo trật tự và giao thông trên địa bàn thành phố. Đối với các vấn đề cử tri kiến nghị còn tồn động, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần lưu ý đến những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong từng lĩnh vực cụ thể. Các ngành, các địa phương cần tiếp tục rà soát, tập trung chỉ đạo, xử lý, đưa ra lộ trình, giải quyết phù hợp và thông báo rộng rãi đến với bà con cử tri thành phố.